تعال يلا يا عم، تعال دمارة. عجي لدي جيسين يا نبا دعام دعنا نسينجي Trước tiên xin gọi chào tới tất cả quý vị pháp hội mùa xuân và tất cả chư tăng Phật giáo tự viện và tất cả chư ni ở Thích Ni Viện và quý Phật tử. Hôm trước thì cũng có một cái pháp hội bị lỡ là không có tiếp tục được, nên là tại vì cơ thể thì không được khỏe lắm, bình thường thì cũng không đến nỗi là tệ, nhưng mà nếu như mà pháp hội liên tục thì cái một phần là chuẩn bị cũng hơi tốn thời gian và thỉnh thoảng thì cơ thể cũng không được khỏe, đau đầu hoặc là một số vấn đề không được khỏe lắm. Nếu như mà mình cố gắng quá thì rằng là sẽ bị không có được khỏe lắm, cho nên là khi mà cảm thấy không khỏe thì sẽ tạm dừng chứ không có cố gắng lắm về cái vấn đề như thế này. Nên là chính vì vậy mà phát trong pháp hội có xảy ra một tới vài bữa là không 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 có tiếp tục cái buổi pháp hội được. Tình hình thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi phải nên nói với cho các vị biết. Hôm nay là ngày thứ 12 của pháp hội mùa xuân. Mà tiếp theo thì những cái bộ tự truyện cuộc đời giải thoát và những thiện nghiệp. Cái khổ thứ 20 của những thiện nghiệp. Và trong cái phần mục lục của ngài Sanghe Venrub thì phương pháp tu tập tâm bồ đề và phương diệu tục đế thì có hai, đó là nhập định hoán đổi ngã tha và xuất định tìm phương pháp loại bỏ những duyên xấu hoặc là những nghịch duyên. Thì cái phần thứ hai này chia ra là 10 phần. Thì hôm nay sẽ tiếp tục cái phần thứ phần thứ 10, đó là tu tập qua cái sự chướng ngại, đó chính là tham lam. Không có tu tập để mà đối trị cái tham lam thì như thế nào. Và hôm trước cái phần mà của cái khổ thứ 19 thì chúng ta chưa có cái phần kết thúc, thì trước tiên sẽ kết thúc cái phần của cái khổ thứ 19, xong rồi sẽ tiếp tục cái khổ thứ 20. Và trong cái phần này thì có hai phần khác nhau, có ba phần khác nhau. Và đây đó là nếu như mà khổ thì mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ đối trị như thế nào khi mà cái khổ nó xuất hiện. Thì nói bình thường nó tới cái khổ về cách đối diện và tu tập như thế nào khi mà mình gặp những cái khổ đau. Thì bình thường ai cũng có rất là nhiều cái phương pháp và cái cách đối trị khác nhau, và chúng ta đã nghe và cũng thực tập rất là nhiều rồi. Như ở đây thì nếu như mà nói được cái ví dụ cho các vị hiểu thì nó sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Bình thường các cái bậc thầy của mình đã chưa từng gặp những cái bậc thầy xa xưa đấy, thì cái cách mà các ngài đối diện nó như thế nào và làm sao để cho cái tâm của mình nó dũng mãnh hơn và gặp được những cái thiện duyên hơn,
Thì các ngài đã có viết rất là nhiều ở trong các cái quyển sách hoặc là tiểu sử. Và còn đối với những cái vị mà mình đã từng gặp thì đối với mình cũng gặp rất là nhiều, chẳng hạn như cái vị chư Chư Sơn Tên Rinpoche, ngài có bị bệnh tiểu đường và ngài nói rằng là khi ngài nói với tôi rằng là đây là một cái bệnh rất là đặc biệt và trên thế giới cái bệnh này, cái bệnh của hiện tại bệnh tiểu đường, cái loại tiểu đường đó thì nó khoảng rất là hiếm trên thế giới, nó khoảng 10 người thôi. Và ví dụ như là nó bị hoại tử đó, cái bệnh mà gì tới cái giai đoạn cao rồi, giai đoạn gì đó mình khi mà gặp một cái vết thương nào thì cái sẽ hoại tử ngay lập tức mà nó lở loét ra, và cuối cùng thì cái chân của ngài đã cưa cái chân ngài, và khi mà cưa xong cái chân thì lúc đó Rinpoche mới bình thường khi mà đóng với cái cuộc đời cuộc sống của mình, nếu như mà mình bị cưa một cái chân hay là bị chặt cái gì trong cơ thể mình rất là đau lòng và rất là buồn. Nhưng mà đối với ngài thì khi mà cưa chân thì bị người ta gây mê cho nên mình không có bị đau, nhưng mà sau đó rồi thì mình đã có những cái cảm giác rất là lạ, cho nên từ cái phương pháp, từ cái tai nạn đó mà Rinpoche đã phương pháp tu, cái phương pháp là cho người bố thí, cho người cho và nhận, cho nên là không 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 nhất thiết phải là. Và cuối cùng thì cái cánh tay phải có một ngón tay út của cánh tay phải, không, ban đầu là cái ngón 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 tay đeo nhẫn á, ngón cái út hoặc là ngón tay cái hoặc là ngón trỏ như cái bị phải cưa cái ngón trỏ trước, phải bỏ ngón trỏ trước. Bình thường thì ngài hay viết lên trên cái có gọi là có thói quen là viết xuống, viết rất là nhiều. Ngài rất là thích cái việc rằng là viết lách, nhưng mà sau khi mà cái ngón tay bị bỏ đi thì chỉ còn có một cái ngón tay cái và ngón giữa thôi. Mình cầm viết thì nó sẽ không có quen, nhưng mà ngài đã cố gắng để mà tập cầm viết lại bởi được từ hai cái ngón tay còn lại. Và sau đó thì có cái cơ hội được gặp và theo cái được triển kiến và đọc cái bản tụng của ngài Tự Xuân Kemba. Khi mà bài đó thì tôi đã trước trước tác lại, tôi soạn tác lại, nhưng mà đối với Rinpoche thì Rinpoche nhìn cái bản kinh và cái bản luận đó, cái bản trước tác đó, và Rinpoche đã dạy cho chúng tôi rằng là cái cách đọc lại cái bản nó như thế nào, luyến lấy và làm như thế nào cho cái âm thanh thì mình khi mình tụng mình tán ra nó hay. Đối với Rinpoche thì bình thường Rinpoche bị rất là nhiều cái nạn trong cái bệnh của mình, nhưng chướng ngại trong bệnh của mình rất là nhiều, nhưng mà cái tâm của người có một cái dũng khí rất là đặc biệt, rất là dũng mãnh,
Chứ còn đối với chúng ta thì cái tâm, đối với chúng ta thì nếu như mà thân thể mình khó chịu này kia thì mình sẽ chán nản, chán chường và tỏ ra cái thái độ là không thích đi đâu, lười biếng, thích ở trong nhà và không bao giờ nghĩ được những cái việc gì lớn lao. Nhưng mà đối với Rinpoche thì Rinpoche chỉ có việc rằng là không đi được thôi, chứ còn tất cả mọi thứ từ những cái công việc về có thể tư duy về đầu óc thì Rinpoche đã có thể vận dụng và làm hết tất cả. Mặc dù là Rinpoche rất là bệnh nhưng mà ngài rất là luôn luôn hướng cái tâm này tới một ngày nào đó ngài sẽ trở về lại Tây Tạng. Cho nên là đối với cái cuộc sống của mình, nếu mình có thể gặp được những cái vị thầy mà vị bậc thầy tôn quý như vậy thì các ngài đã cho mình rất là nhiều cái bài học, chứ chứ không phải là cái việc rằng là đối với những cái tấm gương đạo đức hay những cái bậc thầy vĩ đại thì đó là cái chuyện quá khứ và mình sẽ không bao giờ được gặp đâu. Mình có thể gặp và con vẫn có thể được gặp những cái bậc thầy tôn quý để tôn quý đối với mình và được học rất là nhiều cái bài học từ các ngài trong để áp dụng trong cái việc tu tập hàng ngày của mình. Và tiếp theo cái phần tiếp theo phần thứ tư hoặc là phần thứ ba gì đó, làm sao để mà mình ứng xử như thế nào khi mình bị người khác khinh bỉ và coi thường. Nếu như mà họ khinh bỉ mình hoặc là coi thường mình thì mình phải làm như thế nào? Khi mà bị một người nào đó khinh thường mình thì mình sẽ cảm thấy rất là gọi là tự ái và bị xúc phạm tới mình. Cho nên là bình thường thì chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận rằng là mình có cái điểm yếu hoặc là điểm xấu nào đó mà khi người khác khinh thường mình hoặc là coi khinh bỉ mình thì mình sẽ rất là buồn, bởi vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình tốt hơn, cho nên là để mà chấp nhận là người khác khinh mình thì rất là khó. Cho nên là ở trong cái cuộc sống của mình, cái tâm buồn và đau khổ, sân si có rất nhiều cái lý do khác nhau. Như vậy thì mình cứ nghĩ là cái lỗi từ người khác chứ mình không bao giờ mình nghĩ là đó là cái lỗi của mình. Ví dụ như trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, mình cứ nghĩ rằng là ôi cha mẹ lúc nào cũng thương yêu những cái người anh chị em khác của mình chứ không có thương mình nhiều hơn. Nên là trong anh chị em ruột của mình cảm thấy rằng là mình không được yêu thương nhiều, và hoặc là trong cái lúc mà mình đi làm việc ấy, mình cứ nghĩ rằng là sếp của mình chỉ yêu thương những cái người đồng nghiệp khác hơn và gọi là chèn ép của mình nhiều hơn. Hoặc là trong các cái mối quan hệ của mình, lúc nào mình cũng xem rằng là những cái cảm giác của mình là quan trọng hơn cái cảm giác của người khác. Cho nên chính vì vậy mà mình sẽ bị khổ. Hoặc là những cái người mà thực hành pháp, người tu cũng vậy, người tu tập giáo pháp của Đức Phật thì cũng nghĩ rằng là vị thầy của mình thương và gọi là đối xử tốt hơn đối với những cái người bạn đồng học và đồng tu khác chứ không không có thương mình nhiều hơn. Nói tóm lại thì trong cuộc sống của mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là ôi người khác không bao giờ xem trọng mình hơn những cái người bên cạnh mình và cũng không có đối xử tốt với mình, không có sự tôn trọng. Lúc nào cái tâm mình cũng đầy dẫy những cái suy nghĩ như vậy hết, cho nên là chính vì vậy mà trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ, để mà lúc nào con người cũng muốn rằng là mình được nổi tiếng hơn và người xung quanh có thể chú ý tới mình hơn và
muốn rằng là người khác khen ngợi mình nhiều hơn, lúc nào mình cũng trên cái ngưỡng của những cái tâm trạng như vậy để mà cố gắng hết. Đặc biệt là bây giờ cái thời đại bây giờ cái công việc hoặc là cái cuộc sống cũng liên hệ với cái mạng internet rất là nhiều, cho nên là ở những cái giống như cái hình ảnh hoặc là video thì chúng ta cứ một mặt á, thì mình hay chú ý tới những cái hình ảnh như vậy, mặt một mặt đó là mình muốn được người khác, mình một mặt là mình muốn mình được nổi tiếng, được cái danh tiếng của mình nó sẽ được là khá hơn. Cái mặt khác đó chính là mọi người sẽ chú ý tới mình nhiều hơn. Đấy, và muốn rằng là mình là một cái gì đó đặc biệt để mà người khác họ chú ý. Mình cố tạo ra những cái tình huống để cho người khác họ chú ý tới mình và tìm kiếm cái sự công nhận từ người khác. Chẳng hạn như là ở trên các cái bài đăng ở trên WeChat, tiếng Hoa gọi là phần vô chi chi tụ. Cho mình gửi hình ảnh rồi gửi video rồi trên Facebook cũng vậy. Trên Facebook thì dùng hình ảnh rồi tất cả những cái gọi là đăng những cái trạng thái của mình lên rất là nhiều như vậy để làm gì? Để là mà chủ mục đích là để cho người khác chú ý tới mình và muốn cho người khác biết rằng là mình cái sự tồn tại của mình, và người khác họ chấp nhận ở mình rằng là ôi người ta dễ nhận diện được mình ấy. Và không chừng như vậy cũng có một số người thì họ lại mặc dù không thích người khác khen ngợi mình nhưng mà họ vẫn thích rằng là nếu như mà người khác có những người họ cũng muốn những điều xấu cho những qua những cái chuyện xấu ấy, là mặc dù người khác chửi mình cũng được, chỉ trích mình cũng được, chỉ ra lỗi mình cũng được, không sao, miễn sao là mình có thể làm cho cái mình ảnh hưởng tới xã hội nhiều là được rồi. Nên tốt hay xấu họ không quan trọng, họ chỉ nghĩ rằng là ôi họ đang nổi trội ở trong cái xã hội là họ chịu thôi, chứ còn không cần. Cũng có những người như vậy, nhưng không nhất thiết phải là danh hoặc là không nhất thiết phải là danh tiếng tốt hoặc là nổi tiếng tốt đâu. Nổi tiếng về cái điều xấu họ vẫn chịu, mà họ chỉ cần rằng là họ nổi thôi là được rồi. Trong đây có một cái câu chuyện rất là thực tế. Như hôm trước thì họ đã từng kể về cái câu chuyện này, tại vì nó có thật trong lịch sử, cho nên rằng là nhà một ngày nọ có một người mới dắt theo con voi đi trên đường ấy, đi một cách rất là dõng dạc trên đường. Và mục đích là để cho cái người cái mặc mục đích là để cho người nhiều người để ý và tới xem. Nếu mà chỉ cái vị này dắt cái con bò tới thì cũng không ai quan tâm, nhưng mà dắt cái con voi tới thì nhiều người sẽ để ý hơn. Cho nên là cứ dắt đi trong cái thị trấn, trong cái phố đó cứ dắt qua dắt lại, đi lên đi xuống như vậy. Bình thường thì trong cái thị trấn đó, trong cái phố đó đó, trong cái làng đó, trong cái phố đó không có thấy con voi nhiều đâu, nhưng mà dường như tất cả mọi người đều chú ý tới. Khi thấy con voi thì họ rất là thích và chú ý tới và đi đi tới rất là đông, gọi là mọi người tập trung rất đông để mà xem mà coi. Và sau đó tức thì có một con chó
Con chó học sao học học sao thì cái chủng loại chó này ở Tây Tạng thì có nhiều, và khi mà con chó nó tới nó nhảy, chó nhỏ thôi chứ không phải là con chó lớn đâu nha, nó nhỏ, khi mà con chó nó thấy cái con voi thì nó sủa và nó cố gắng nhảy lên và nó đòi cắn xé con voi. Nó rất là nhìn cái con chó rất là hùng hổ và nó muốn như cắn lộn với con voi, và mặt có một con chó khác, một loại chó khác nó đi tới và nó nói với cái con chó lông ngắn, chó lông dài. À, con chó nó nói con chó lông dài nó nói với con chó rằng là đừng có làm như vậy, bởi vì rằng là bởi vì mày không thể nào mà mày có thể chiến thắng được cái con voi đâu. Sủa thì con voi nó đã sủa thì mình bị gọi là khàn tiếng mất giọng thôi, chứ không thể nào mà thắng được con voi đâu. Nên cắn cơ sủa biết bao nhiêu, sủa cỡ nào đi chăng nữa thì con voi nó cũng không nhìn mình đâu, không có liếc nhìn ngoài đâu. Cho nên là đừng có làm như vậy. Thì cái con chó nhỏ lông ngắn nó mới nói rằng là ông cũng không biết, hoặc con chó này mà không biết gì đâu, bởi vì ta đã làm cái gì ta đã biết hết rồi, và ta đã tạo ra cái sự chú ý của mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là cái can đảm của ta đã thể hiện rồi, bởi vì rằng là có thể kêu ra cái tiếng đó, có thể phát ra và có thể đã làm cho mọi người chú ý rồi. Cho nên là trong tương lai, nếu như mà ai cũng nói hết, tất cả các con chó khác nó sẽ nói rằng là ô cái con chó này nó nhỏ, con chó này nó rất là can đảm và nó có thể đứng trước mặt con voi để mà nó có thể sủa và làm rầm rộ. Tôi như vậy là đủ rồi đó, cái tâm tư tưởng của tôi như vậy là đã đủ rồi, như thế là đã đủ rồi chứ không cần thêm nhiều nữa. Đó là cái câu chuyện, đó là câu chuyện của con chó thôi, nhưng mà nhìn lại đối với chúng ta thì rất là hợp lý. Lúc nào mình cũng muốn rằng là mình để cho người làm cho người khác phải chú ý, và lúc nào cũng tạo cái ấn tượng đối với người, mặc dù rằng là những cái trò đó làm cho người khác cười nhạo đi chăng nữa, mình cũng cảm thấy không có thấy xấu hổ. Mà đôi lúc mình cũng nhận rằng là những cái hành động đó là tốt rồi, như vậy là rất là tốt. Cho nên là đối với cái việc rằng là cái người khác họ có chú ý mình tới mình hay không, và nếu như mà nghĩ rằng là mình quan trọng đối với chúng ta, thì chúng ta nghĩ như vậy vì lý do gì? Vì cái lý do quan trọng nhất đó chính là mỗi người mình cứ chứng minh cho cái sự tồn tại của mình muốn cho mọi người biết rằng là mình là một sự tồn tại đặc biệt. Và người được cái sự công nhận từ người khác, lúc nào mình cũng cố gắng làm những cái điều như vậy. Và khi mà và tại sao mình lại muốn rằng là mình luôn đặc biệt đối với những người khác, và những người khác họ luôn chú ý tới mình, là vì lý do gì? Vì rằng là bình thường trong cái tâm của mình ấy, mình không bao giờ mình tin tưởng với bản thân mình hết, dường như chưa có cái sự tin tưởng của mình và không có cái sự can đảm luôn, không có cái sự tin tưởng, can đảm và hãnh diện đối với bản thân mình. Bình thường có hai loại,
Một đó chính là họ không cái tư cách bên cái phong cách cái hình tướng bên ngoài á, người ta không có tự tin với chính bản thân mình. Họ cứ nghĩ rằng là họ không bao giờ nghĩ rằng là họ nghĩ rằng là họ rất là muốn điều gì đó tốt đẹp qua cái hình dáng của mình, nhưng mà lúc nào nó cũng không có như cái việc mà họ mong muốn hết, cái hình dáng hoặc là hình tướng của họ, hoặc là người khác nhìn mình với cái việc là có công nhận, có đối diện, có chấp nhận mình hay không. Nếu như mà khi mà người khác không chấp nhận, không chú ý tới mình thì mình càng mất tự tin hơn. Nên lúc nào mình cũng nghĩ rằng là ôi tôi không có cái gì hết, chắc là tôi không làm được đâu, rồi chắc có lẽ là tôi không có thể nào mà thực hành được những cái điều như vậy. Nên là chính vì mình không có tự tin, mình không có sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Cái thứ hai đó chính là trong tâm của mình. Nhìn bên ngoài mình không có cái tự tin bên ngoài. Cái thứ hai đó chính là mình không có cái tự tin từ trong tâm của mình, bên trong của mình không tin mình. Mặc dù đôi lúc bên ngoài mình có thể rất là tự tin, nhưng mà trong tâm của tận trong thâm tâm của mình không có tin bản thân mình. Nên là mình cứ nghĩ rằng là ôi cha cha mẹ sinh ra mình thôi, chứ mình không có cái sự thực tập nào tốt, mình chưa có tốt, mình chưa có đủ, hoặc là mình chưa có hoàn hảo này kia. Mình cứ nghĩ rằng là mình không có cái điều tốt đẹp nào đúng với cái lý hoặc là đúng với ý nghĩa, và mình cũng không có tin tưởng tuyệt đối vào cái bản thân của mình. Không tin tưởng vào cái tâm của mình, trong bên trong của mình một cách có lý trí. Nói tóm lại thì dù có tin mình từ bên không có tự tin từ bên ngoài hoặc là không tự tin từ bên trong, thì nó cũng là cái điều mà không tự tin, mình không tin vào cái bản thân của mình. Mình cứ thấy rằng là người khác họ không có chấp nhận mình, và chính bản thân mình thì không có đối diện tốt với bản thân mình luôn. Giống như ở đây thì cái bệnh trầm cảm, làm cho mình rất là chán và khổ. Cũng có những người thì một số người nói là nếu mà họ có thừa cân, bị mập, bị béo phì thì rằng là bị người khác chế nhiễu. Rồi trong cái trường học cũng vậy, trong trường học những cái đứa trẻ nó bị chế giễu rằng là nó hơi mập hay là nó béo phì này kia, thì nó sẽ rất là buồn. Và lúc nó vì vì cái việc rằng là cơ thể nó được giảm cân hoặc là ốm đi mà nó không có ăn cơm, nó giảm cân là nó giảm chế độ ăn, nó giảm ăn cơm, và cuối cùng khi mà nó nhịn nhiều quá thì nó sẽ bị cái bệnh chán ăn và dẫn đến cái việc cơ thể rất là ốm yếu này kia. Và cũng nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Có những người họ nói với mình, họ nói tới cái động chạm tới mình buồn, mình cũng gây ra những cái việc như là tự tử này kia. Nói tóm lại là mình không có tin vào bản thân mình, cũng không tin vào cái tâm của mình. Và vì người khác không có đối gọi là đánh giá tốt về mình, cho nên mình có những cái điều mất tự tin. Tiếp theo tôi qua việc này thì tôi sẽ kể chuyện chuyện cho các vị nghe, một câu chuyện có thật. Câu chuyện này dường như tất cả mọi người cũng đã từng các vị cũng đã từng biết. Đối với ngài Miladeva thì ngài sẽ ăn cái cây tầm ma, cái cây mà nó màu xanh ở trên rừng, ngài Miladeva hay ăn. Và khi mà ngài ăn cái cây đó thôi thì cái cơ thể càng ngày càng gầy yếu và nó ốm tiều tụy. Nó giống như là cái trái cây mà nó sắp hư rồi. Nó rất là ốm và gầy cuộc. Khi mà ngài bước đi thì giống như nó tiều tụy và dường như bị sắp té đi vậy. Cho nên là nhìn cái da thịt của ngài nó giống như nó sắp vỡ ra vậy. Đấy, cho nên là những cái người mà nhìn từ xa nhìn ngài thì nó nói rằng không biết đây có phải là con người hay không. Rất nhiều người nói như vậy.
và không tin vào được. Và một lần nọ thì họ tới và họ đi tìm, họ đi đi tìm thức ăn, đi săn bắt thì đi săn bắt và đi tìm những cái ổ chim. Và phải đi tới cái hang động, đi lên rừng đi tìm những cái hang động hoặc là đi tìm những cái chỗ mà có nhiều nhiều động vật để mà săn bắt. Thì khi mà họ tới cái hang động, họ thấy ngài Melodeva thì họ cứ nghĩ là ô đó là, khi mà thấy ngài thì nói đó là một con ma hoặc con quỷ thôi chứ không, xong rồi bỏ chạy hết, bởi vì nó rằng là không có cứ con người nào như vậy hết, nhìn rất là giống như ma. Cho nên là ngài nói rằng là ôi tôi là con người, tôi là con người. Khi lúc đó ngài nói rằng là các vị đừng có đi, đừng có đi, tôi là con người. Cho nên là khi mà các cái vị đó cũng không biết là có phải là con người hay không, con người có phải là con người hay không phải là con người, họ đi từ xa họ dòm, họ để cái tay lên họ dòm như vậy. Ngài nói ôi không có biết có phải con người, sao sao lại có một con người như vậy, giống như là cái xác chết vậy, rồi dường như sắp chết tới nơi rồi. Nhìn từ phía xa, nhìn từ phía xa thì nó là giống như một con người, nhưng mà thật là nhìn rất là kinh sợ. Nhưng một ngày, một vài ngày sau đó thì trong đó, trong cái nhóm đó có một cái người lớn tuổi, người già, họ coi với suy nghĩ, họ biết có kinh nghiệm nhiều hơn, thì họ mới nói rằng ô đây là cái người đã từng có cái sự thực hành hay tu tập gì đó đó. Thì ông ấy đem một ít bộ samba tới và cúng dường cho ngài và nói chuyện với ngài. Khi mà cúng dường cái bộ samba cho ngài Milarepa thì trước đó đây ngài chưa bao giờ có cái bộ samba để ăn đâu. Cho nên là khi mà không có cái bộ samba đó, và khi mà nhận được một ít bột samba thì ngài sẽ lấy một ít bột samba trộn chung trong cái món của cái rau của cây tầm ma, món ăn cây tầm ma đó, thì cái cơ thể nó khỏe lên một cách rất là ngạc nhiên. Đối với chúng ta, thì nếu như mà mình ăn như vậy chắc có lẽ là không bao giờ có được cái cơ thể như vậy đâu, khỏe một cách lập tức như vậy đâu. Nhưng mà đối với ngài Milarepa thì bỏ một chút xíu bột samba thôi thì ngài đã khỏe lên như một người bình thường, và rất là cơ thể rất là mới, cái cảm giác như trở nên nó rất là mạnh khỏe trở lại sau cái trận ốm. Nhưng mà đối với người bình thường như mình thì ta không không có xảy ra những cái việc như vậy, rất là khó. Sau khi cái tên của cái vị mà cúng dường bột samba đó tên là Shindormo, thì khi mà cúng dường bột samba xong nữa thì vị đó đi về, và trong đó có cái một cái trong cái làng đó, cái chỗ của vị đó có một cái lễ hội giống như đám cưới, thì cái vị đó mới kể lại cái câu chuyện đó. Nó nói là ở đây có một cái người mà chỉ nghĩ tới pháp thôi chứ không có biết nghĩ tới gì hết, rất là tu tập. Cho nên chính vì vậy chúng ta cần phải lên đó cúng dường và cúng dường cho ngài và dâng những cái phẩm vật cho ngài. Thì trong cái buổi đám cưới đó có một cái người, là dì dì hay là cô gì của ngài Milarepa đó. Cho nên là khi mà nghe được mới bắt đầu mới 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 nói rằng là ôi đây là gì, đây là cô là dì của ngài Milarepa thì bắt buộc cô phải tới đó cúng dường cho ngài chứ tại sao lại bỏ đi như vậy, không có thức ăn như vậy. Cho nên là sau đó thì dì không và dì này không không thể không tới cúng dường, cho nên mới dẫn theo một người hầu
người nữa đi chung và cúng một ít thịt và một ít bơ cho ngài. Lúc đó thì ngài đang nhập định. Khi đang nhập định thì ngài sẽ không có xuất định, cho nên rằng là khi mà cái vị bà dì này bà đi tới thì bà thấy rằng là thưa chuyện, nhưng mà ngài không có quan tâm tại vì ngài đang nhập định nên đâu có biết đâu, cho nên là cái bà dì này mới nói rằng là ôi ngài không có quan tâm gì tới mình là quá khinh thường, cho nên là xách cái đồ của ngài, cái đồ ăn cũng đồ ngồi đó mới bắt đầu mới dục hết xuống dưới. Và sau khi xuất định thì ngài không thấy nữa, và ngài không thấy, và ngài không thấy thì sau đó cái động vật khác nó đã tới ăn, và nó lấy hết đi. Cho nên là cái câu chuyện đó cũng người này cái chuyện qua người kia xong qua người nọ, và cuối cùng có một cái vị mà em của ngài mới tới hỏi cái bà dì hồi nãy đó, mới tới hỏi thì cái bà dì đó bà mới nói rằng là bà dì đó mới nói rằng là mới kể lại câu chuyện rồi tôi đã lên cúng dường cho ngài, nhưng tôi đem những cái thức ăn như vậy, nhưng mà lên là Miralepa không có xem trọng bất kỳ một cái điều gì hết, không có quan tâm tới tôi, cho nên nếu như cô là em gái thì có thể là cô tới đó thì có thể ngài sẽ quan tâm tới hoặc là để ý tới những cái lời nói ấy. Cho nên là cái người em gái của ngài đã nghe theo cái lời chỉ đường của cái bà dì này mà đi tới cái hang động của ngài, và thì tới cái cửa hang thì mới gọi tên của ngài, thì ngài mới tới cái cửa, từ từ ngài đi từ cái hang động ra. Cho nên là cái vị người em gái mới nói rằng là ôi một cái người gầy gò ốm yếu như thế này làm sao có thể là anh em của mình được, là anh của mình được, cho nên là rất là nhìn cái hình tướng rất là sợ và định bỏ đi, nhưng mà ngài thì biết rằng là đây là em của mình, cho nên là ngài mới nói rằng ôi hãy đi vào đi. Thì khi mà cái cô em này mặc dù không nhận diện ra được khuôn mặt, không nhận diện được, nhưng mà nhận diện qua cái giọng nói nên biết đây là giọng nói của anh mình, nên là đi vào và nhìn kỹ ngài, và dường như là toàn bộ cái hình tướng giống như cái da và lông ở trên cơ thể nó đều chuyển qua màu xanh hết, bởi vì ăn cái cây đó nên nó chuyển qua màu xanh hết, và xương ốm o gầy mòn, và dường như không có nói nổi bởi vì không còn sức lực để mà nói nữa. Mắt thì bị hốt vào sâu, nhưng mà mũi thì bị sụp luôn vô, và rất là ốm o, cho nên là cái cô em này mới thấy như vậy rất là buồn buồn, và nhìn ngài như vậy thì ngài đã khóc, cô này đã khóc. Nên cô này nói rằng là ôi trên cuộc đời này của tôi không có người nào khổ hơn anh trai của tôi hết, ôi rất là đáng thương, cho nên là cục đầu vào cái chân và cái gối của ngài và khóc rất là nhiều. Và sau đó thì ngài Milarepa mới gọi là nói rất là nhiều, như là chứng có cái sự chấn ngộ bên trong mà nói rất là nhiều, dạy rất là nhiều những bài chứng đạo ca đó, mà ở đây mình không có nói rõ ra những cái bài chứng đạo ca đó thôi. Và ngài đã nói với em gái rằng là ngài không có bất kỳ một cái gì để cho cô hết, và ngài em gái nói rằng là ôi con không có gì để mà cúng dường lên cho ngài hết. Ngài mới nói rằng là nếu vậy thì nấu cho ngài một cây tập me, và cái cô em này cô cứ nghĩ rằng là có thể là bà dì sẽ để lại một chút yêu xích xíu gì đó để cho ngài ăn, thì cái cô em này mới đi tìm không ra, và đi kiếm muối, nhưng mà cũng không có muối,
Cho nên là Ngài nói rằng là nếu mà không có thì hãy trồng cái cây tamarind đó đi. Cái cô đó lấy cái cây tamarind đó làm muối, và nấu bằng cái cây tamarind đó thôi, cái thức ăn đó. Thì khi mà cúng dường cho Ngài thì Ngài cái cô này có nhìn cái thức ăn của nấu cho Ngài thì nó rất là cảm thấy rất là ghê tởm và rất không có ngon gì hết, nhưng mà đối với Ngài thì rất là đó là một cái thức ăn rất là tốt. Và cô ấy khóc tím, cô ấy nói rằng là ôi không có ai mà khổ cực như anh của tôi hết, tôi mà sống như vậy thì một ngày là tôi đã chịu không nổi rồi. Thì cô mới thưa với Ngài rằng là thôi tại sao không có đi làm một vị hành khất đi sẽ có thức ăn. Cho nên Ngài mới trả lời với cô em rằng là tôi chỉ muốn tu và thực hành pháp thôi chứ cũng không có muốn đi làm hành khất để làm gì. Và cuối cùng thì cô này mới đi tới một cái đi xuống dưới dư làng, xuống dưới vùng phố thị đó để đi tìm đi xin thức ăn. Thì Ngài cô này đã xin được một ít bột lúa mạch, bột tăm ma đấy, và một ít đi tìm được một ít cây tăm ma. Cô nói rằng là ôi đây là thức ăn mà con muốn cúng cho Ngài. Và và khi mà cái cô em này đi xuống dưới thung lũng thì khi mà quay trở lại đó thì Ngài rất là không còn một cái gì để mà cũng thậm chí không có quần áo để mặc luôn, thậm chí trong tình trạng khỏa thân luôn. Nên là cái cô em này rất là xấu hổ, thấy như vậy cô cảm thấy rất là ngại. Và khi mà nhìn Ngài như vậy thì cái sự chứng ngộ của Ngài đã gọi là hát lên những cái bài ca chứng đạo. Và bên cạnh nó có một cái vị tên là Parilo-sawa, thì vị này cũng nói và thuyết pháp. Sau đó thì cúng dường cho Ngài một ít quần áo để làm y vải để làm y phục. Và cũng có một số bạn bè đi gặp bạn bè đi tìm những cái đi ra cái bãi tha ma, bãi tha ma để mà tím vải vải và một ít len 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 mà len len làm bằng từ cái lông chỉ lông cừu, và đang giờ thành thành một cái tấm vải phải cúng dường lên cho Ngài. Nên là cái vải cái lông cái tấm len đó cúng dường cho Ngài và nói rằng là nếu như mà rất tiếc nếu như Ngài có cái tấm vải để che thân. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói tới ở đây đó chính là sau khi mà cưới cô em này đi xin tiếp tôi kiếm xin được một ít bột samba và bột bột samba xong rồi để cúng dường lên Ngài và làm lấy cái bột samba đó làm rượu, làm thành rượu. Để cũng như Ngài thì Ngài mới nói lại với cô em rằng là ôi bữa sau là không cần tới thăm tôi thường xuyên đâu, đừng hôm sau đừng có lên nữa bởi vì tôi đang tu tập, mà cô em là mà lên thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu tập của tôi. Và trong này thì đó là cái bản chứng đạo ca của Ngài Milarepa. Thì trong cái bản chứng đạo ca mà Ngài muốn nói đó chính là đại ý, nó là
Xin khẩn nguyện đại sư và bậc thầy của con xin ban cho con cái thức ăn để mà con có thể có cơ hội nhập thất và có thể tu tập ở trong cái hang núi này. Nếu như mà ở trên cái hang động này con chết đi thì cũng là một cái điều rất là vui vẻ và rất là tự nguyện. Và những cái niềm vui của mà con ở đây dường như không có ai biết, ngay cả kẻ thù cũng không biết. Và những cái khó khăn của con thì gia đình dòng họ cũng không biết, và đây là cái mục đích cuối cùng để con tu tập. Và nếu như con có thể chết ở trong xa bỏ cái thân này trong cái hang động này thì dường như không có ai quan tâm và cũng không ai biết, và bị đói như thế này ngay cả mẹ của mình cũng không biết. Đây là cái mục tiêu của một vị hành khất. Ngài đã đọc hết cái bán chứng đạo ca của Ngài Milarepa. Ngài trong này đã in, nếu mà tôi có thể chết đi thì khi mà tôi chết đi rồi thì, cái thân xác này con chim cũng không có thể nào nhìn thấy và cũng không có thể nào ăn được. Trong này ý nói là cái việc mà thực hành pháp trong cái lúc mà mình tu tập ấy, người khác họ nhìn mình như thế nào, nên là cũng không phải là chăm chăm vào cái việc cho người khác họ nhìn vào mình, họ thấy mình như thế nào. Cái việc rằng là mình thấy người khác mình đánh giá mình qua cái sự thấy của người khác cũng không nên như vậy, bởi vì rằng là lúc nào mình cũng thấy rằng là mình quan trọng hơn người khác, hay là để cho người khác phải đánh giá họ làm họ họ đánh giá mình như thế nào. Cái việc rằng mình tốt hay mình xấu như thế nào cũng không phải là cái nương vào cái việc chỉ người khác đánh giá mình đâu. Trong cái bảy điểm luyện tâm thì có cái câu rằng là mình là cái người mà mình là cái minh chứng tốt nhất cho mình, có nghĩa là chỉ mình là làm nhân chứng cho mình thôi, chứ cũng không có, hoặc là mình làm trọng tài cho mình thôi, chứ cũng không có phải là người khác đâu. Cho nên là tất cả mọi thứ, nếu như cái niềm tin cũng như cái sự tự tin của mình, rồi cái mà mình thể hiện ra bên ngoài, nó đều từ cái sự tu tập của mình, nó phải xuất phát từ cái sự tu tập của mình thì nó mới đúng. Cái sự chân chánh, cái niềm tin của mình, và nếu như mình có hãnh diện về cái sự tu tập của mình thì nó cũng là không có sai, nhưng mà nó phải xuất phát từ cái việc là tu tập của mình. Cho nên dù ở cái phương diện mà thực hành Phật pháp ấy, tu tu Phật pháp, nếu như mà người khác họ mình phải cẩn thận, phải xem, và cũng đừng đừng có quan tâm tới những cái lời người khác nói nhiều quá, hoặc là đừng có nghĩ tới rằng là người khác nghĩ về mình như thế nào. Cho nên đối với cái việc mà thực hành Phật pháp như mình thì hãy xem rằng là cái hành động của mình cũng như là cái động cơ của mình như thế nào, có đúng hay không. Chứ còn trong cái xã hội bình thường, mình hay quan tâm tới cái việc rằng là người khác họ nghĩ như mình như thế nào, và làm sao để mà mình làm hài lòng người khác, cho nó cái danh của mình, cái
tư tưởng người khác, họ nghĩ như mình tốt mình, nhưng mà trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ làm hài lòng hết tất cả mọi người. Cho nên là nếu mình nhìn vào người này thì họ khen mình thì mình vui, người kia họ khen chê mình thì mình buồn. Cho nên là cuộc sống của mình cứ bấp bênh bởi những lời khen chê như vậy thì nó không có mới tốt. Cho nên là đối với trong cuộc đời của mình, nếu như mà 100 người nhìn mình tốt, nói mình tốt, nhưng mà cũng không bằng là một người nói mình xấu. Cho nên khi mà một người nói mình xấu thôi là cái tâm của mình đã buồn rất là nhiều. Nên là dù rằng 100 người thấy mình tốt thôi, 100 người thấy mình tốt và họ không có nói, họ không nói ra, nhưng mà cái người mà thấy mình xấu ấy, họ nói ra là mình cũng đã rất là đau lòng và rất là buồn. Đặc biệt là khi mà những cái người mà nếu như mà đối với những người mà tu tập chân chánh thì cũng cần phải xem cả hai mặt làm sao cho nó hợp với cái xã hội hiện tại. Chứ còn theo tất cả cái bên ngoài là ai cũng đi theo cái vật chất của thế gian như vậy nên thì cũng không có được. Như ngài Milarepa, ngài nếu như mà một người nào đó nếu như mà một người nào đó có cái điều kiện tốt hơn, tài sản vật chất nhiều hơn, thì đó là cũng là cái điều mà không có quan trọng, mà chúng ta sẽ kết thúc không phải nghỉ giải lao nửa tiếng, và tiếp theo thì cũng không có dạy nhiều hơn nữa, sẽ ngắn thôi. Ta đi giờ là anh làm chuyện chưa bao giờ. Tiếp theo đó là cái phần thứ 10 ở trong 10 cái giới chung mục của phần thứ hai là xác định tìm phương pháp loại bỏ những nghịch duyên. Phần thứ 10 đó là phương pháp tu tập cho cái sự tham lam, cám dỗ bởi những cái tham lam. Khổ thứ 20 đó là từ vô thủy chúng ta đã luân hồi trong sinh tử, thân và tâm thọ nhận khổ đau khôn cùng. Tôi càng phát tâm dũng mãnh tinh tấn cả thân tâm tu tập để thành tựu đạo Bồ Đề. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những thiền nghiệp của mình. Nói chung thì hầu hết chúng ta đều luân hồi trong sinh tử cho tới bây giờ, từ vô thủy ta bị luân hồi và chịu rất là nhiều cái khổ đau, và tương lai cũng sẽ nhận những cái khổ đau về sinh lão bệnh tử, nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới những cái khó khăn như thế này, và lúc nào cũng không nghĩ tới rồi, mà còn lúc nào cũng nâng niu và yêu thương cái bản thân của mình, và lúc nào cũng nghĩ tới cái bản thân của mình nhiều hơn, và luôn đi phục vụ cung phụng cho cái tham vọng của mình, không thể nào đoạn bỏ được những cái tham ái của mình, những cái sự ham muốn của mình. Và lúc nào cũng có những người nói rằng là ôi ơi, mình phải tu tập, mình phải giữ gìn và gọi là bảo vệ tốt cái cơ thể của mình để mà mình có cái thân này mà có thể tự thực hành được Phật pháp. Lúc đó lại gọi là bận rộn với cái ăn uống ngủ nghỉ quần áo để mà phục vụ cho cái bản thân, cái cơ thể của mình. Nhưng mà đối với ngài Mechitushe thì rất là khác, ngài cũng không có quan tâm tới thức ăn rồi giường ngủ hay chỗ ngồi hay là quần áo, ngài đều không có quan tâm, lúc nào cũng cứ nghĩ cứ tu theo cái hạnh là biết đủ.
thì vừa đủ rồi chứ không có đòi hỏi nhiều. Cho nên đối với một bậc thầy như vậy thì Ngài là một cái vị thầy rất là dễ dàng, rất là dễ tính. Lúc nào cũng có một vài người thì cứ nghĩ rằng là có một số người, một vài tiền trí thức thì cái việc thị giả và nấu ăn cho các vị hoặc rất là khó tính, cho nên là để cho cũng tạo một cái số rắc rối hoặc là thử thách đối với học trò. Cho nên đối với Ngài Mục Tiêu Thụy Trê là một cái bậc thầy mà có hội đủ tất cả những cái tính phẩm chất tốt đẹp, lúc nào cũng gọi là không có quan tâm tới cái việc ăn uống như thế nào, lúc nào Ngài cũng thể hiện cái việc là ăn uống rất là dễ, không có khó tính trong cái việc ăn uống. Và lúc nào nếu như mà cái món ăn nào đó Ngài muốn ăn hay không muốn ăn thì cũng nhìn tới, nhìn qua là đã cảm thấy là vừa lòng rồi, chứ không có quan tâm tới cái việc là ôi đây là cái người nào tôi cúng hoặc là người khác cúng, cái người cúng cho người cúng dâng cho Ngài như thế nào, Ngài không có quan tâm. Hoặc là những cái thức ăn mà mới cúng dường cho Ngài thì Ngài nhìn và cứ lấy ăn thôi, cũng giống như những cái đứa con nít ấy, mà mình có thể cho nó chút bánh thì nó không có quan tâm tới cái việc rằng là nó không có quan tâm, nó thích cái cây kẹo thì cho nó thôi chứ, thì nó sẽ lấy liền chứ nó cũng quan tâm tới rằng là ok kẹo đó là ngon hay dở. Đấy, cho nên đối với Ngài Mục Tiêu Thụy Trê cũng vậy, nếu mà có một thức ăn nào mới, thức ăn mà lạ đó thì Ngài sẽ cứ lấy mà dùng thôi, chứ không có nghĩ tới cái việc rằng là thức ăn đó có ngon hoặc là không ngon. Là bình thường trong cái việc ăn uống của Ngài thì cái thức ăn nó cũng rất là sơ sài, Ngài không có quan tâm tới cái việc ăn uống, quan trọng cái việc ăn uống, cho nên là các vị thị giả cũng không có chăm sóc tốt về cái việc ăn uống thức ăn cho Ngài. Cho nên có những người nhìn tới cái thức ăn của Ngài là có thể khóc luôn. Trong một vài trường hợp thì nhiều người khác có rất là ngạc nhiên về cái thức ăn của Ngài, cái việc ăn uống của Ngài. Bình thường Ngài cũng không bao giờ đòi hỏi từ các cái vị khác là hy vọng là ôi tôi muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái kia, là những rồi mình thích ra là mình không thích, nên là ai cho cái gì, nấu cái gì, cúng dường cho Ngài cái gì thì Ngài ăn thôi, chứ không có đòi hỏi bất kỳ một cái gì hết. Cho nên là một số người mà họ biết tu á, thì họ mới thấy cái hạnh của Ngài, thì họ mới nói rằng là ôi đối với Ngài Mục Tiêu Thụy Trê Ngài đã hành động như vậy thì đối với mình thì càng như vậy nữa, nên mình cũng không có quan trọng gì hết. Cho nên họ đã được cái hạnh nguyện của Ngài, cái hạnh của Ngài đã ảnh hưởng tới Ngài. Và một lần nọ thì cái vị thị giả là Sankhya mới hỏi rằng là Ngài có muốn dùng một cái gì không, ăn cái gì không, thì Ngài mới nói rằng là có cái gì, thì cái vị thị giả mới nói rằng là có một cái hộp mật ong, Ngài có muốn dùng không, thì Ngài mới nói là ôi vậy cứ đem tới đây cho tôi ăn, cái gì cũng được hết. Thì khi mà Ngài có thể thấy được rằng là đó là cái thức ăn thôi, rồi sau đó thì có thể cho người khác chứ không nhất thiết phải là đồ ăn nó phải ngon. Nên là nhiều người nhìn vào cái thức ăn của Ngài thì mới thấy rằng là Ngài mới nói thỉnh, Ngài mới nói là ôi thôi Ngài hãy có thể hãy ăn ăn uống tốt một chút xíu và quan tâm tới cái việc ăn uống một chút xíu, và nếu như mà có muốn ăn cái gì hoặc là thích ăn cái gì hãy chú tâm tới cái việc ăn uống một chút xíu và hãy nói cho chúng con, hãy dạy cho chúng con. Thì Ngài mới trả lời rằng là hồi xưa đối với Ngài Robert Tuchy là các cái hóa thân kiếp trước của Ngài Kamaban, thì Ngài không bao giờ quan tâm tới cái việc về thức ăn, tìm kiếm thức ăn. Cho nên là đối với
Cho nên là đối với tôi thì tôi không thể bao giờ tôi nói những cái việc như vậy, bởi vì rằng là mình có được thức ăn là đã quý lắm rồi, cho nên là sẽ không có đòi hỏi bất kỳ một cái gì. Nên về cái thức ăn cũng cũng đừng có quan tâm tới cái việc rằng là ơi cái này mình thích, cái kia mình không thích, làm sao cho mình ngon, miễn sao cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh một chút là được rồi, nó có sức khỏe là được rồi. Khi mà ở Tây Tạng thỉnh thoảng cũng có khoảng thời gian, cái ngày nó dài lắm, cái ngày nó dài lắm, nó dài hơn một đêm, thỉnh có một thời gian như vậy. Thì nếu như mà con người mà không uống trà thì cái thân nó sẽ rất là mệt mỏi và khó chịu, nên đối với ngài thì không có bị cái ảnh hưởng cái việc đó. Nên là bây giờ tới giờ mình cũng vậy, nếu mà mình không có uống trà, không uống cà phê thì cơ thể mình sẽ buồn ngủ hoặc là chán đã. Nhưng mà đối với ngài một chút thì không bao giờ, ngài không bao giờ, nếu như mà có một ngày không có uống trà, không có những cái thức ăn thì ngài không có bị khó khăn đối với cái cơ thể của mình, không có bị khó chịu. Hoặc là nếu như mà có bệnh ấy, thì đối với ngài thì về trang phục hoặc là y phục ấy thì ngài cũng không muốn quan tâm tới cái việc y thuật, cho nên là miễn sao ngài là một cái vị lama lớn đó, cho nên vị trưởng lão, cho nên là ăn mặc mình tươm tất một chút xíu thôi, chứ còn không có phải là chất liệu quá tốt này kia, không có. Nhưng mà đối với cái truyền thống thì các cái vị lama thì từ cái áo hoặc là mũ này kia nó cũng là thuộc cái chất liệu nó tốt, nhưng mà đối với y phục của ngài Mỹ Kyu Tuyết thì nó cái cho tất cả chất liệu nó không phải là quá tốt, nó chỉ vừa đủ thôi. Một số người cũng đem những cái y phục tới cúng dường cho ngài, nên là nương vào cái việc rằng là họ cúng dường cái tùy theo cái niềm tin của họ đối với ngài, cho nên là ngài đã dùng hoặc là có thể sử dụng hay là sờ vào cho cái tín chủ đó họ được mãn nguyện thôi, chứ còn đối với ngài thì ngài không có quan tâm tới cái việc là tốt hay xấu, những cái quan vấn đề như vậy, cái vật dụng như vậy. Nếu như mà có những người khác họ đi tìm, cũng có những cái người mà ngài rất là hoan hỷ và tán thán cái việc rằng là những người mà không có quan tâm tới ăn uống ở ngủ nghỉ hoặc quần áo này kia, cái cuộc sống ở ngài không quan tâm lắm, nên ngài rất là khen ngợi những cái người như vậy. Và những cái người mà họ hy sinh cả cái đời này, hy sinh cái bản thân này, họ không có quan tâm tới việc ăn uống và những cái việc của thế gian mà để mà phục vụ cho các cái giác quan của mình, thì ngài không có quan tâm và rất là tán thán những người có cái đức hạnh như vậy. Cho nên là tóm lại thì đối với cuộc đời của ngài Mỹ Kiều Tây Chê thì dù rằng là một vị thầy lớn hoặc là một vị lama lớn hay này kia thì ngài không có thể hiện cái sự là ham thích hoặc là thể hiện rằng là đây là một người cao lớn này kia, bởi vì trong thế giới Tây Tạng hồi đó thì họ nói rằng là ôi Kamaba Mikyu thì sẽ là một người rất là giàu có, bởi vì sao? Bởi vì là trên ba cái đất nước như Tây Tạng, các cái vị vua ở Tây Tạng, rồi Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc và Mông Cổ đều đem những cái tài sản vật chất lên cúng dường cho ngài, cho nên là ngài rất là giàu có. Nhưng mà ngài không có quan tâm tới những cái tài sản vật chất đó đâu. Có thể là hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, vào ngày kỳ khổ thứ 20 thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ngày mai thì có một chút thay đổi. Đối với ngày mai có một chút thay đổi, đó là
đối với cái cơ thể, cái thân thể không có được khỏe lắm, bởi vì nó khác hơn so với hồi xưa. Có nếu như mà nó hơi không khỏe một chút xíu thôi mà nó cố gắng thì nó sẽ khó chịu. Cho nên là hôm trước đấy gọi là cơ thể làm việc hơi nặng một chút xíu thì cái não nó có vấn đề sao sao, nó khó chịu. Nhưng mà đi khám bác sĩ thì cũng không có, giờ cũng không có tiện đi, cho nên là nếu như mình cẩn thận bây giờ thì tốt hơn là không cố gắng, không có làm việc quá sức. Nên ngày mai thì có thể thay đổi một chút xíu, có nghĩa là hôm nay ngày 15 là có cái pháp hội, thì ngày 16 là ngày mai thì là nghỉ nghỉ. Rồi, đối với các vị thì là ngày nghỉ thôi, chứ đối với bản thân tôi thì cũng phải chuẩn bị cho pháp hội, cho nên nó không có nghỉ. Và ngày 16 thì là ngày nghỉ, là ngày mai ngày nghỉ. Và ngày 17 là có pháp hội. Và ngày 18 thì là ngày nghỉ. Và 19 thì là có pháp hội, nghĩa là ngày mai là có thuyết pháp, xong ngày 16 có thuyết pháp, 17. Ngày 16 là không có thuyết pháp, rồi ngày 17 là có. 18 là nghỉ, 19 là có. Nên vào cái ngày cuối cùng thì rằng là có thể là không có pháp hội, không có giảng, nhưng mà mình có thể cùng nhau tụng kinh và tu tập. Bởi vì rằng là cái thế giới bây giờ nó không được hòa bình lắm, giữa Nga với lại Ukraine đang xảy ra chiến tranh. Mình cũng cũng cầu nguyện cho cái vị này được, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Nhưng bây giờ cho tới bây giờ họ vẫn còn chiến tranh lẫn nhau. Nếu như mà chiến tranh này nó không kết kết thúc thì rất là khó. Mình không thể nào nói rằng là ơi cái kết thúc cái chiến tranh này nó sẽ kết thúc và nó sẽ bùng nổ nhiều hơn, mình cũng không có nói được. Cho nên là nương vào cái như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho được tất cả được hòa bình. Bên cạnh đó thì ở bên Trung Quốc có xảy ra một sự kiện là một cái chiếc máy bay nó bị rơi đó. Vì sao nó rơi thì cũng không có biết nhiều, nhưng mà cái cách mà nó rơi thì nó khác hơn so với những cái lần khác. Và tất cả mọi người sau cái đợt đó thì tất cả mọi người thì dường như là mất xác, kiếm không ra cái xác. Cũng có một số người mới thỉnh là ngài hãy cầu nguyện và hướng về họ, thì qua đó tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện và hồi hướng cho họ. Cho nên là cái bài cầu nguyện tụng kinh gì thì cũng không biết, cho nên là mới dự định là sẽ nó có nghĩa là tụng kinh, tụng về cái nghi thức của Phật Di Đà, nhưng mà cũng chưa có chắc chắn. Tại vì rằng nói tóm lại thì nó cũng sẽ có một chút thay đổi, có nghĩa là từ ngày mai thì nghỉ, và cứ một ngày học và một ngày nghỉ, một ngày học và một ngày nghỉ, nó có sự thay đổi như vậy. Trong tương lai thì có thể rằng là một ngày nghỉ, một ngày học, một ngày nghỉ, một ngày học thì có thể là sẽ lợi ích hơn, tại vì nó cũng sẽ có cái thời gian cho mình nghỉ ngơi được một chút xíu. Nên nếu như mà một ngày mình thỉnh thoảng cũng nghĩ rằng là ôi sao mình sẽ cố gắng, nhưng mà cũng có lúc mình cố gắng thì cũng không có tốt. Nên là để nghĩ về cái tương lai sức khỏe của mình thì nếu như mà mình tính như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái việc mà tôi muốn nói với tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Chúng ta hồi hướng.